Vâng, thưa kính thưa quý đồng hương, chúng tôi ban tổ chức của ngày gây quỹ với chủ đề Dày Mà Đi. Buổi tổ chức này do cơ sở Việt Tân tại Duy Tân phối hợp cùng với câu lạc bộ Thân Hiểu Việt Tân tại Duy Tân. Cái mục đích là để tạo nên một số quỹ để yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước cũng như hỗ trợ cho các phong trào đấu tranh đang đứng lên để tranh đấu ở tại Việt Nam. Mục đích thứ hai là dùng chính tiếng hát của chúng ta ở hai ngoài này để truyền đạt cùng về với đồng bào trong nước, hòa nhịp cùng với đồng bào ở trong nước trong cái công cuộc đấu tranh do dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Và thưa quý đồng hương, với cái chủ đề Dày Mà Đi, chúng ta đang kêu gọi tất cả mọi người chúng ta hãy cùng với những người trẻ ở trong nước đang cùng kêu gọi Dày Mà Đi để cùng nhau đứng lên để tranh đấu cho đất nước Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Tranh đấu cho đất nước Việt Nam có được độc lập và chủ quyền được bảo vệ. Tranh đấu cho đất nước Việt Nam thoát khỏi vòng nô lệ của giặc Tàu. Và đây là lời kêu gọi khẩn thiết của tất cả mọi người chúng ta. Dậy mà đi. Thưa tất cả quý đồng hương, vấn đề mà yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước đó là một nhu cầu khẩn thiết. Từ vấn đề tinh thần cho đến vật chất. Về tinh thần, cái sự tham dự của tất cả đồng hương ngày hôm nay, những cách đông đảo như thế này đã hỗ trợ rất là tích cực cho cái tinh thần cho người đấu tranh và đồng bào chúng ta ở trong quốc nội. Vâng, thưa quý đồng hương, cái công cuộc yểm trợ của chúng ta ở hải ngoại này, chúng ta yểm trợ từ tinh thần cho đến vật chất. Tinh thần là ngày sự hiện diện của đông đảo đồng bào chúng ta trong cái chương trình hát cho người nước ngày hôm nay là nói lên một cái sự hỗ trợ tích cực của đồng bào chúng ta ở hải ngoại đối với đồng bào chúng ta ở trong nước. Mặt khác, chúng ta cũng cần một số tài chính để giúp phương tiện cho đồng bào chúng ta cùng đứng lên để tranh đấu. Vì chúng ta biết rằng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đàn áp người dân chúng ta ở trong nước, luôn luôn tìm cách triệt tiêu tất cả những khả năng của những nhà đấu tranh dân chủ và họ gặp rất nhiều khó khăn. Và chính sự hỗ trợ của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới ngày hôm nay mà chúng ta thấy rằng những cái cuộc đấu tranh của chúng ta ở đồng bào chúng ta ở trong nước đã có những cái phương tiện như là những cái biểu ngữ, những cái vết thương hoặc là ngay cả những cái sự hỗ trợ cho đồng bào chúng ta có phương tiện để tham dự những cuộc đấu tranh này. Thì đây là một sự nhu cầu rất là cần thiết và chúng tôi kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ, không phải chỉ cho cái buổi tổ chức ngày hôm nay mà trong suốt cả những ngày tháng sắp tới đây, quý đồng hương hãy trực tiếp hỗ trợ những nhà đấu tranh dân chủ ở nước, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Và như vậy chúng ta chắc chắn rằng với sự hợp tác trong và ngoài như vậy, đứng lên đồng loạt trong và ngoài thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công và đất nước chúng ta sẽ thoát khỏi cái ách độc tài cộng sản và dân tộc chúng ta sẽ có ngày vinh quang. Cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói giống, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu.
mình cho Thái Bình non nước Việt Nam. Thành phố Houston cũng như văn phòng Nghị viện City xin chân thành cảm ơn công việc mà Hát cho người cứu nước đã làm, và rất là mong cái sự kiện tranh đấu cho Việt Nam sớm hoàn thành tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, Xuân Phương xin kính chào quý vị khán thính giả của đài ABTV và xin đặc biệt cảm ơn quý đài đã phái phóng viên đến để mà ghi nhận những cái hình ảnh của chương trình Hát cho người yêu nước 2016 với chủ đề Dậy mà đi ngày hôm nay. Như quý vị cũng biết, đây là năm thứ ba mà câu lạc bộ các thân hữu Việt Tân cùng với cơ sở của Việt Tân ở tại Houston tổ chức chương trình Hát cho người yêu nước để mà nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các nhà đấu tranh trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà họ lên tiếng đòi hỏi nhân quyền, đòi hỏi dân chủ tự do cho tất cả dân tộc Việt Nam chúng ta và bị Đảng Cộng sản Việt Nam trù dập rất là hà khắc. Thì đây là một cách để chúng ta nói lên cái sự ủng hộ của mình về tinh thần cũng như về tài chính cho họ, để mà cùng với họ đồng hành trong cái công cuộc tranh đấu này. Và đặc biệt thì năm nay chúng tôi có sự tham dự của rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ trẻ tại Houston. Có người hỏi Xuân Phương là làm sao mà thu hút được giới trẻ ở Houston đến tham dự một cái chương trình như thế này. Thì phải nói rằng 2 năm trước chương trình đã có rất nhiều thành công và cũng tạo được cái sự chú ý nơi giới trẻ. Và trong suốt những cái thời gian qua thì chúng tôi cũng đã cố liên lạc những nhóm bên sinh viên của trường đại học UFH hay là những em có con em ở trong cộng đồng sinh hoạt, thì được cái sự hưởng ứng của các em rất là nhiệt tình. Thì đó là một cái điều mà mang lại cái sự khuyến khích rất nhiều cho ban tổ chức. Và nếu mà quý vị có nhà ý muốn đóng góp cho chúng tôi để mà chúng tôi có thêm phương tiện giúp đỡ cho các nhà đấu tranh trong nước, thì xin quý vị gọi cho Xuân Phương với số điện thoại hiện trên màn hình, hay là gửi thư, gửi check về địa chỉ ở đang hiện trên màn hình hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và một lần nữa xin chân thành cảm ơn đài ABTV đã đến với chương trình Hát cho người yêu nước. Hi, my name is Dawn Huy. I'm here with the University of Houston with the organization Vietnamese Student Association. I'm here volunteering for the anti-communism event that's going on today. I really promote that a lot of the youth come and celebrate with us and get informed about our country, about our society, about our community, and about our culture. If you would like more information about my organization and what we do, you can go on our Facebook page. It's UHVSA. Again, UHVSA. Xin chào các bạn. Mình tên là Định. Hiện tại đang ở Houston. Hôm nay có dịp tới giúp tất cả các bác, các cô, các bác ở đây để giúp gây quỹ cho gây quỹ để giúp cho những người tranh đấu ở Việt Nam quê nhà. Và mình cũng kêu gọi tất cả các bạn trẻ ở Houston và toàn thể nước Mỹ, nếu được, mình có khả năng và có cơ hội, nếu được tham gia vào những hội đoàn như thế này để mình có thể mình tranh đấu cho Việt Nam mình một sớm tốt hơn và có được cái một đất nước dân chủ hơn. Xin cảm ơn các bạn. Đặc biệt năm nay chúng tôi có nhiều anh em trong VT Club từ những tiểu bang khác cùng về đây tham dự với chúng tôi. Trong thời gian sắp tới, những thành phố tiểu bang khác cũng sẽ có những buổi văn nghệ chế quỹ hát cho người yêu nước tương tự như chúng ta hôm nay. Ngoài tiếng hát, chúng tôi mong muốn có một số tài chính để hỗ trợ cụ thể cho các nhà đấu tranh trong dân chủ trong nước, để có thêm phương tiện hoạt động, mở ra các cuộc vận động tranh đấu xóa bỏ độc tài và thúc đẩy tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Mục đích thứ hai của đêm văn nghệ này là giống lên tiếng hát, ủng hộ các nhà đấu tranh dân chủ tự do và quyền con người của người dân trong nước. Một thông điệp gửi tới những người tranh đấu cho dân chủ tự do, nhân quyền cho Việt Nam ở quốc nội. Một quyết tâm của cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại luôn sát cánh cùng quốc nội cho mục tiêu đấu tranh này. Xin mượn lời thơ của Nguyễn Lộc Yên để tóm lại những hiện trạng hiện gần đây ở Việt Nam. Ngậm ngùi cá chết miền Trung, ngư dân gian khổ hải hùng khắp nơi, cao nguyên nắng cháy núi đồi, sông hồ nhiễm độc đất trời thấy không.
Cửu Long Giang lại cạn dòng, do ai ngăn nước ruộng đồng xác xơ. Quê hương hao hùng cõi bờ, biển Đông giặc chiến ngẩn ngơ sao đành. Quân Tàu rình rập quẩn quanh, cớ sao Việt Cộng cung nghinh đón mời. Đồng bào điêu đứng tả tơi, hững hờ mất nước giống nòi nguy vong. Giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhu nhược và hèn kém, cam tâm tiếp tay cho Trung Cộng, đẩy đất nước vào con đường suy sụp, nhân dân lầm than nghèo khổ. Nhà nước liên tục sử dụng những thủ đoạn hèn hạ để đối xử với những người yêu nước. Mặc vậy, người dân đi biểu tình một ngày vẫn đông hơn. Chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Việt Nam. Chúng ta càng ngày càng thấy đông đảo số người dân trong nước đang hưởng ứng gọi lời kêu gọi "Dậy mà đi". Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi công việc hãy hỗ trợ tiếng nói của người dân trong nước chống lại sự cai trị độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp phát huy tiềm năng tập hợp của các nhóm trong nước để mau chóng tạo lực cho người dân "Dậy mà đi". Chúng ta có thể sử dụng lá phiếu của mình chọn những lãnh đạo có lập trường ủng hộ Việt Nam tự do và nhân quyền. Xin quý vị chia sẻ những thông tin hàng ngày với những người trong nước để giúp họ thoát khỏi vòng bưng bít của nhà cầm quyền Cộng sản. Và xin quý vị tiếp tục ủng hộ công tác của anh em chúng tôi, hỗ trợ các nhà đấu tranh trong nước để họ tiếp tục đứng dậy mà đi. Sau cùng, xin quý vị hãy vì quyền được sống trong một môi trường trong sạch của mỗi người dân Việt Nam, dậy mà đi. Xin hãy vì tự do, nhân quyền và tương lai của dân tộc, dậy mà đi. Xin hãy vì vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải của cha ông để lại, dậy mà đi. Bài sự tích xin kính chào ra mắt với quý vị và xin cảm ơn quý vị đã có mặt với ủng hộ cho nên chúng tôi hôm nay. Vâng, thì với cái buổi tổ chức thế này là một cuộc tổ chức mà có sự tham dự của rất nhiều thành phần, và trong đó chúng ta thấy có rất nhiều tuổi trẻ tham dự trong ngày hôm nay. Chẳng hạn như các em trong hội sinh viên tại Houston đã hỗ trợ để tiếp tân đưa đón đồng hương chúng ta vào chúng hội. Và ở trên những cái ban nhạc ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy hầu hết là những người trẻ sẽ trình bày những bản nhạc đấu tranh rực lửa, mà những đầu bài nhạc này phát xuất từ ở trong nước để kêu gọi và hỗ trợ mọi người hãy cùng nhau đứng lên dậy mà đi. Chỉ là một người hương thoát ra giữa đêm chập trùng, chỉ là một lửa thiêm hy sinh thương người yêu nước, chỉ là bàn bàn tay vươn lên quyết tình nơi sâu, chỉ là chiều bàn chân nước trên sa mạc hoang vu. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng bước đi bước chân tuổi trẻ Việt Nam. Ta khai hoa lên xuân, ta cùng nhau chung bước về với trái tim chung một niềm tin. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng nắm tay bước lên tuổi trẻ Việt Nam. Khi lòng dân đã khuya, khi hồn thiêng sông núi, cùng nhau xuống đường, cùng nắm tay bước lên.
đạo của đài ABTV. Tôi là Quế Hương. Tôi đến đây ngày hôm nay là để ủng hộ cái chương trình Hát cho người yêu nước, để ủng hộ cho những người dân trong nước. Họ đang gặp những cái cảnh đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trên sa mạc hoang vu, anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng bước đi bước chân tuổi trẻ Việt Nam. Ta khai hoa lên sung, ta cùng nhau chung bước về đây với trái tim chung một niềm tin. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng nắm tay bước lên tuổi trẻ Việt Nam. Có nhà ý muốn đóng góp cho chúng tôi để mà chúng tôi có thêm phương tiện giúp đỡ cho các nhà đấu tranh trong nước thì xin quý vị gọi cho Xuân Phương với số điện thoại hiện trên màn hình hay là gửi thư, gửi check về địa chỉ đang hiện trên màn hình hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và một lần nữa xin chân thành cảm ơn đài ABTV đã đến với chương trình Hát cho người yêu nước. Vâng, thì ngày hôm nay chúng tôi rất là cảm ơn đài ABTV đã có mặt ngày hôm nay để trước hết là hỗ trợ cho ban tổ chức, mặt khác là để cùng chuyển những cái tin tức đấu tranh của đồng bào chúng ta tại Houston ngày hôm nay, cũng như sẽ truyền tải những hình ảnh này ở trên các cái hệ thống internet của đài để cho đồng bào chúng ta ở trong nước cùng biết là đồng bào Houston luôn luôn sát cánh cùng đồng bào chúng ta ở trong nước. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành và cảm ơn đài ABTV đã hỗ trợ, không phải ngày hôm nay mà trước cả ngày tổ chức cũng đã dành cho chúng tôi rất nhiều ưu tiên và họ đặc biệt là bảo trợ cho cả cái chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn ông bà giám đốc của đài ABTV.